Xin chào các bác. Nay bên cửa hàng nhà em sẽ lên sóng giới thiệu cho các bác tham khảo một dòng mẫu vỏ loa phun bát 30 phun đứng các bác nhé. Mẫu vỏ này bên em mới ra mắt, một mẫu lưới mới về rất là đẹp các bác nhé. Một mẫu vỏ thùng mới tinh luôn. Với cái mẫu vỏ phun này cho các bác dựng loa thì rất là hay. Hoặc bác nào mà thùng nhà các bác là cái thùng cũ mà muốn thay thế thì các bác có thể mua cái mẫu này về để thay thế các bác nhé. Một cái mẫu này chưa xuất hiện trên thị trường các bác nhé. Bên nhà em mới cho ra mắt xong. Vỏ này của nó rất là chắc chắn luôn. Con này của nó là sơn đen các bác nhé. Sơn sần chống nước. Sơn sần chống nước này. Nước sơn quá đẹp luôn. Và với cái vỏ này thì bên em làm cái gỗ rất dày nên là rất là cứng luôn các bác nhé. Đấy. Con này tay xách thì ở hai bên như thế này. Tay xách gỗ. Thùng này ke góc đầy đủ đây, các mối ke các bác này. Nên là rất chắc chắn cho các bác luôn. Các bác có thể treo đứng hoặc là treo dọc đều được hết nhá. Đây cái mẫu lưới của nó mới nhất đây các bác nhìn này, để ý cho em này. Một form mới quá độc luôn. Có dán vải chống bụi ở bên trong nhá. Và đây là mẫu thùng sẽ thiết kế như này, hai thanh thông hơi ở phần hai bên này. Thông hơi trước này. Và các bác nhìn này, ke góc sắt đầy đủ luôn này. Chắc chắn luôn các bác, dùng thì yên tâm luôn nhá. Khi các bác mua thùng bên em sẽ lót bông luôn, lót bông mút trứng cho các bác luôn. Và cái mặt thùng này của nó thùng chôn gen này, thùng chôn gen ô phễu này, ô bát này. Riêng cái mặt bát bát này làm gỗ ván ép này, gỗ ván ép dày 1/8 các bác này. Đấy. Phễu của nó đây, phễu 18x18 vuông. Phễu rất dày luôn. Bác nào dùng gen chép gen bắt ốc nên là bắt trực tiếp vào phễu này. Đấy, còn bác nào mà dùng chép gen xoáy thì em tặng kèm đế nối nhá, tặng kèm đế nối này. Và đây cái hậu loa của nó đây. Khi các bác mua em sẽ hàn sẵn như này nhá. Đây là phần mặt sau của nó, mặt sau đây. Để cắm cọc loa ở phần dưới đáy không nhá, phần dưới đáy. Thùng này thì em cho các bác kích thước thùng luôn. Con này cao của nó, thùng này cao rơi vào 61 các bác nhá. Ngang 33. Và sâu của nó là 38. Để kích thước thực tế em đo các bác ạ. Khi mua thùng, nhiều bên thì người ta không cho các bác ốc đâu, nhưng mà bên em thì tặng kèm cho các bác ốc luôn. Đấy, ốc kia các bác về các bác bắt phân tần, bắt lưới đủ, bắt hậu đủ nhá. Đấy, tặng kèm ốc cho các bác đầy đủ luôn này. Về phần tem của nó thì các bác có thể lấy tem JBL này. Đấy. Tem JBL hoặc RCF các bác nhá. Nói chung thùng thì các bác lấy tem gì cũng được mà. Đấy, có tem cờ luôn. Đấy. Mua bên thùng bên em là đầy đủ phụ kiện ốc luôn. Với mẫu thùng này là một mẫu mới tinh. Dự nó rất là hot. Các bác mua, bác thợ nào lấy số lượng 2, 3 đôi, 5 đôi liên hệ em nhé, giá bao rẻ. Còn anh em các bác mà mua 1 đôi, 2 đôi để về dựng ấy, thì liên hệ trực tiếp em nhé để em báo giá nhé. Các bác có thể điện trực tiếp cho em vào số điện thoại 585 và 72. Hoặc các bác có thể kết bạn nhắn tin qua Zalo cho em để em nhắn lại nhé. Nhà em có gửi hàng toàn quốc. Có như mua hàng các bác điện cho em nhé. Video phần 2 em sẽ dựng loa trên cái mẫu thùng này cho các bác xem. Ở video này mà hay các bác nhớ ấn like, vẫn chia sẻ, vẫn đăng ký kênh các bác nhé.